Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là câu chuyện của Linh Mục Nguyễn Văn Đông. Tôi biết chuyện của một người dân tộc, tôi xin kể cho mọi người nghe. Anh ấy tên Thìn là một đảng viên của đảng Cộng sản, đi tập kết ngoài Bắc khi còn nhỏ. Trở về địa phương của mình, anh được làm ở ban nhà đất xã. Anh hay nghe chương trình tin lành của Đài chân Lý Á Châu nói về Chúa Giêsu xu bằng tiếng Charai. Vì được nghe nói nhiều về Chúa Giêsu, nên anh muốn tìm hiểu đạo của Chúa. Lúc đó đạo tin lành chưa được hoạt động trong tỉnh Gia Lai. Anh hỏi về Chúa Giêsu nơi những người công giáo và người ta nói: Bây giờ nếu anh muốn theo đạo Giêsu, thì anh nên đến gặp Cha Đông ở Pleiku, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Thế là anh đã đi từ nhà anh tới nhà tôi khoảng trên 20 cây số anh đã gặp tôi và nói với tôi rằng tôi muốn theo đạo của cha, tôi muốn biết về Chúa Giêsu. Từ đó, mỗi Chủ nhật, anh đều đến nhà thờ Đức An của tôi để học giáo lý và đi lễ. Tôi nhờ các nữ tu giúp đỡ cho anh vì anh nói tiếng kinh rất rành. Có một điều làm cho tôi ngạc nhiên là mỗi Chủ nhật anh chỉ đi học một buổi thôi mà cả tuần anh dạy lại cho làng của mình những ai muốn nghe anh nói chuyện thì tập trung tới nhà của anh. Vì điều này mà anh chịu nhiều thiệt thòi như anh mất thẻ đảng viên, anh mất luôn chức nhà đất xã. Là một chức vụ mà bao nhiêu người mong muốn. Nhiều lần, người ta vô tận nhà anh để lục soát những bài học giáo lý bằng tiếng cho rai. Sách tin mừng, ngay cả báo công giáo và dân tộc tôi tặng cho anh, tất cả cũng đều bị tịch thu. Có lần tôi bảo anh, anh giấu đi chớ, để như vậy thì tôi không có đủ sách mà cung cấp cho anh đâu. Lần đó thì anh đã giấu, người ta tra hỏi anh, tài liệu đâu? Giấu rồi, và anh đã bị đánh một bạc tay vì tội coi thường chính quyền, coi thường cán bộ. Tôi hỏi, tại sao anh lại nói với họ là anh giấu rồi? Anh trả lời rất thật thà đơn sơ, cha bảo con giấu, thì con nói là giấu chớ rồi anh ấm ức nói với tôi con tức ghê lắm cha ngày trước nó là cấp dưới của con mà bây giờ nó đánh con con muốn đánh lại nó nhưng mà con nghĩ chúa giêsu đã dạy rằng nếu ai vả má của con bên này thì con đưa luôn má bên kia cho nó đánh con nói với nó chúa giêsu dạy tao như thế mày đánh tao nữa đi còn má bên này nữa người kia bèn đánh tiếp anh ta một bạt tay nữa làm anh ta ngã nhào xuống đất luôn. Anh ấm ức kể tiếp. Còn tức lắm, con muốn đánh nó rồi, bỏ làng đi cũng được. Nhưng mà con nghĩ Chúa Giêsu nói với Thánh phê -rô là không phải tha bảy lần mà phải tha bảy mươi lần bảy. Nghĩa là tha luôn luôn. Nên con nói với anh ta rằng Chúa Giêsu dạy tao phải tha. Nhưng mà mày phải đi ra khỏi nhà tao. Tao mới tha. Nếu mày mà còn ở đây thì tao không tha cho mày được đâu thế là những người kia đi về rồi chừng hai ba ngày sau gì đó anh ta đến nhà tôi đi theo anh ta có bốn người nữa hôm đó trời lạnh tôi đang ngồi trên bậc tam cấp trước nhà tôi thấy anh đưa cho tôi một tờ giấy viết như thế này kiện cán bộ đánh dân vì anh là đảng viên anh biết rõ cán bộ không được đánh dân anh kể cho tôi nghe chuyện cán bộ đánh anh tức là đánh dân anh đứng tên trong tờ giải kiện và những người đi chung với anh cùng ký tên là chứng kiến cán bộ đã đánh dân tôi hỏi anh anh thìn à bữa trước là anh nói anh tha hay là anh nói anh kiện nếu anh tha tức là anh muốn điều tốt cho người khác vì chúa dạy chúng ta phải tha thứ nhưng mà anh muốn kiện là anh muốn điều xấu cho người ta thì tôi lấy tờ giấy kiện này lên ban tôn giáo tỉnh tôi sẽ đưa cho họ để họ biết là cán bộ đánh anh anh ta làm thinh một lúc sau đó anh bảo tôi cho anh ta lại tờ giấy đó tôi tưởng anh làm cái gì không ngờ khi anh coi lại tờ giấy đó xong thì anh vò nát nó anh nói thưa cha con đã nói con tha thì con phải giữ lời là con tha cho người ta thôi cha ơi bây giờ con tha con không có đi kiện nữa tôi bảo thôi chúng ta vào nhà thờ cầu nguyện đi bốn năm người chúng tôi cùng nhau vào nhà thờ trước bàn thờ chúng tôi cầu nguyện lạy chúa chúa đã dạy cho chúng con biết được giáo hội của chúng con là như thế bắt đầu là chúa chúa cũng bị đánh đập chúa cũng bị giết chết giáo hội chúng con hơn 2.000 năm nay lúc nào cũng bị bắt bớ, bị giết chết và suốt trong lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội đều như thế cả. Giáo hội Việt Nam chúng con trong 300 năm qua có hàng trăm ngàn người cũng đã chết vì muốn giữ vững đức tin của mình. Nên xin Chúa cho chúng con chấp nhận cái bạc tai mà chúng con bị sỉ nhục vì đức tin của mình. Và những anh dân tộc cũng thì thầm cầu nguyện Họ cầu nguyện bằng tiếng cha rai, nên tôi không hiểu. Hôm đó, tôi bảo với họ, trưa rồi ở lại ăn cơm với cha cho vui. Ăn cơm thì chỉ có mì ăn liền thôi, cơm thì cũng chả còn bao nhiêu. Trong bữa cơm đó, anh Thìn đã đứng lên nói, Thưa cha, bây giờ con cảm thấy hạnh phúc lắm cha à, vì con đã tha rồi. Cách đây mấy ngày cho tới bây giờ là con còn căm tức lắm. Bởi vì con đâu có làm điều gì xấu mà phải bị đánh chớ. Mà cha biết không, đánh con rồi mà còn bắt con phải nộp phạt 200.000 đồng nữa chớ. Vì cái tội là con đã tập trung người bất hợp pháp. Hôm đó, con viết kinh lệ cha trên tấm bảng bằng tiếng kinh để cho dân làng học thuộc. Và nếu có ai ra nhà thờ Đức An của mình đi lễ, thì chúng con cũng có thể đọc chung với người kinh. Nhưng mà, người ta bắt con phải vác tấm bảng lên xã luôn. Trời ơi, cha có biết không, chiều hôm đó con không ăn gì cả, con cũng không nộp phạt vì con không có tiền. Nhưng nếu con có tiền thì con cũng không nộp phạt đâu, bởi vì con đâu có làm gì điều xấu mà phải nộp phạt. Con biết, có nhiều người làm những điều xấu lắm, mà sao, cũng không bị phạt. Con ở có một đêm mà bị mũi cắn đầy người, sáng bữa sau 8 giờ thì người ta bắt con phải nộp 200.000 đồng thì mới cho về. Nhưng mà con không có nộp, vì con không có tiền thì lấy gì để nộp. Rồi gần 10 giờ gì đó thì người ta cho con về. Trời nói sáng mà con cũng thấy nó tối bởi vì con đói bụng. Con về nhà một người kinh có đạo mà con quen. Con xin cơm ăn sau đó mới về được tới nhà. Bây giờ, con cảm thấy hạnh phúc rồi vì con đã tha thứ tất cả con xin chấp nhận những đau khổ đó cũng vì niềm tin của con xin cha cho con học tiếp và xin cha rửa tội cho con kính thưa quý vị và anh chị em sau đó không lâu thì anh được rửa tội